Sáng nay, Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện luật thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành tới toàn thể cán bộ công chức thanh tra, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Luật thanh tra năm 2022 sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. So với những quy định trước đây, luật thanh tra bổ sung rất nhiều quy định, điểm mới về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra, trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, xử lý chồng chéo, trùng lập trong hoạt động thanh tra, công tác phối hợp giữa thanh tra và kiểm toán nhà nước. Việc ban hành kết luận thanh tra thẩm định, dự thảo kết luận thanh tra giám sát hoạt động đoàn thanh tra. Ngoài ra, luật thanh tra năm 2022 bổ sung các quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch thanh tra viên. Những điểm mới về người ký quyết định thanh tra, ban hành kết luận thanh tra, đoàn thanh tra, mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc, các hành vi nghiêm cấm trong các cuộc thanh tra.